Đây là bản quảng cáo về ngày hội văn hóa thể thao miền biển lần thứ 15 năm 2022, từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 6 tại công viên thiếu nhi Quy Nhơn, là cái công viên phía bên đây các bạn. Đây, công viên thiếu nhi Quy Nhơn là nơi sẽ tổ chức cắm trại nha các bạn. Hiện tại là người ta đang dựng trại bên đó, đang chuẩn bị bên đó. Hồi nãy mình có quay chút nữa là mình quay các bạn xem. Còn cái khu vực đây là bài tròi các bạn. Đây, khu vực thi bài tròi á, diễn sướng bài tròi. Còn đây nè, các hoạt động thể thao nè, bóng đá trên cát. Hình như là cái này là chỉ tổ chức cho các xã đảo thôi. Còn ở Quy Nhơn thì có bóng chuyền ngoài biển nè, bơi biển tự do nè, thi trại đẹp nè, đua thuyền nè, kéo co, bơi thúng, chạy việt dã trên cát. Còn các hoạt động văn hóa các bạn, diễn sướng bài tròi là cái khu vực đây. Người đẹp miền biển và ca múa nhạc dân gian hùng biển là thi ở cái khu vực cái quảng trường đây bạn. Người ta đang làm sân khấu này, đang có kết hợp với cái giải marathon á. Và các đơn vị tham gia mà xã Nhân Châu, Nhân Hải, Nhân Lý, Nhân Hội, Đông Đa, Thị Nại, Hải Cảng, Lê Lợi, Trần Phú, Bình Ráng, tổng cộng là 10 đơn vị đã đăng cai tham gia, đã đăng ký tham gia. Thì cái này nó kết hợp với một cái giải marathon, tí để mình qua mình quay thử là cái cụ thể cái giải gì các bạn. Người ta kết hợp luôn làm ở cái quảng trường này luôn, là diễn sướng ca múa nhạc, thi người đẹp miền biển, ca múa nhạc dân gian hùng biển gì đó. Còn cái đăng lưới và trò chơi dân gian này không biết là địa điểm thi đấu ở đâu các bạn. Còn bóng đá thì ở xã đảo rồi, bóng chuyền thì có hai cái sân ở trước trường Trần Phú. Đua thuyền mình cũng chưa cụ thể là đua thuyền khu vực nào ạ. Đua thuyền với kéo co nè, chạy việt dã trên cát là hình như là chạy trên bờ biển Quy Nhơn, bơi biển cũng mình chưa nắm cụ thể nè. Còn trại đẹp thì chắc là cái khu vực cắm trại rồi, ở bờ thúng. Như vậy thì sắp tới nếu có cái gì mà mình quay được thì quay các bạn tham gia xem cho vui. Đây là khu vực diễn sướng bài tròi. Hiện tại có một anh treo võng nằm giữa cái cổng mà. Đây là các bạn giới thiệu tóm tắt các loại hình bài chòi dân gian này. Đây có mấy cái chòi mà chắc là bằng sắt chứ không phải tre đâu. Hồi xưa là chòi tre nhưng bây giờ là chòi sắt. Đây là ngã 6 Ngô Mây. Bây giờ là còn ngã 5 các bạn. Chào các bạn, đây là công viên thiếu nhi, khu vực sẽ tổ chức cắm trại các bạn, phục vụ cái lễ hội văn hóa thể thao miền biển kỳ thứ 15 này. Cái công viên này nó nằm phía trước trường Đại học Quy Nhơn các bạn, công viên thiếu nhi. Cái bia đá trước công viên thiếu nhi các bạn, xây dựng Quy Nhơn sáng xanh sạch đẹp. Đây là công viên sẽ tổ chức cắm trại này các bạn, để phục vụ lễ hội. Mình đi vào bên trong xem thử các bạn. Đây xem thử người ta
chuẩn bị các bạn. Ngày hội văn hóa thể thao miền biển lần thứ 15 2022 tại công viên thiếu nhi Quy Nhơn từ ngày 10 tới ngày 12 các bạn. Ngày hội thao miền biển. Đây là địa điểm tổ chức cắm trại các bạn. Đây mình vô mình coi người ta chuẩn bị cái gì. Đây tổ chức cắm trại ngày hội thể thao miền biển. Đây một số đơn vị họ chuẩn bị trước này, làm lều trại trước này. Trại của phường Trần Phú các bạn. Sân khấu chính này. Đây ngoài hành lang bờ biển các bạn. Người ta treo cờ dọc hành lang. Ở đây nó có một cái bãi để người ta đậu xe á, thì mình thấy một số xe phục vụ hậu cần cho cái giải marathon này. VN Express là đúng rồi, thấy về xe ưu tiên phục vụ giải chạy này, VN Express Marathon Sparkling Quy Nhơn. Còn bên đây là mấy cái xe đây người ta làm mấy cái khung không biết của sân khấu ấy, đang lắp ráp sân khấu. Giờ mình đi một vòng quanh quảng trường này coi công tác chuẩn bị nha. Bên kia có đền võ đài nữa bạn, thi đấu gì bên võ đài. Mình vô mình ghé thằng em chơi một chút, coi thử tình hình là vận thanh như thế nào. Sao có cho quay không đây? Cho quay không? Cho phải không? Rồi bây giờ sẵn phỏng vấn luôn, nó chơi hỏi con thử là ở đây là một mình con làm hay làm với ai. Con
Không, ý nó là cái đồ đạc ấy nhá. Mình có. Trời ơi, một mình. Ghê, giỏi nha. Giỏi á, chuột kìa, nắng quá ha. Nước chú. À, uống này con uống. Ý là đi là chú đi làm vòng quay công tác chuẩn bị. Rồi sẵn hỏi mấy đứa thì vui. Đây giới thiệu đây là một thằng cháu là phục vụ âm thanh là mấy chục năm ở Quy Nhơn rồi. Duy Văn. Chào, chào mọi người. Đây một MC. MC cực kỳ cũ ở Quy Nhơn đây mà bây giờ là cũng phục vụ âm thanh bằng Nguyễn luôn. Cho bằng Nguyễn luôn. Đó. Trần Sơn. Nó chơi cho cháu là gì Sơn? Quên. Lê Sơn. Hả? Lê Sơn. À Lê Sơn. Nhớ Sơn không? Đây bạn. Âm thanh ánh sáng bằng Nguyễn. Có số điện thoại đây. Đây là cái sân khấu này là có thi như là thi người đẹp miền biển luôn hả? Dạ. Đúng rồi. Rồi xin chào các bạn nha. Một vài hình ảnh bye bye. Một vài hình ảnh về công tác chuẩn bị các bạn xem cho biết quảng trường các bạn. Mình quay một số hình ảnh người ta đang chuẩn bị dựng mấy cái sạp này. À dựng mấy cái nhà chứ. Để tổ chức lễ hội các bạn. Đây cổng Marathon Quy Nhơn 2022. Cái này là bên giải marathon của VN Express. Người ta đang dựng mấy cái pano quảng cáo mà. Và dựng cái nhà trong kia. Đây pano quảng cáo về giải marathon mà. Quảng trường Nguyễn Tất Thành khai mạc ngày 11, ngày chạy là 12. VN Express Sparkling Quy Nhơn. Đây mình quay xuống cái bờ biển này có mấy cái ghe người ta để đua này, để dùng đua thuyền này. Đây là cái bảng quảng cáo, pano quảng cáo. Đây đó các bạn nhìn thấy có mấy chiếc thuyền rồi. Ở đây thấy có hai chiếc, hình như trên kia có một chiếc nữa. Còn ngoài đây là xe người ta đi sang bằng cát với là đi hốt mà cái rác đó, trên bờ biển. Đây ghe mới rồi. Ghe phục vụ thi đấu đây. Làm bằng nhựa mà. Nhựa này, ống nước này. Nhựa. Bên đây một chiếc màu đỏ, bên đây một chiếc màu xanh. Còn cái khu vực thi bơi thúng theo mình đoán chừng sẽ chắc tổ chức ngoài biển mà không biết cái khu nào các bạn. Ở phía xa trên em thợ kia cũng thấy có một chiếc thuyền như vậy. Còn những cái sân bóng chuyền đây là của dân chúng người ta chơi thể thao các bạn, chứ không phải phục vụ thi đấu. Thi đấu là hai cái sân có cái trụ màu xanh màu đỏ nãy mình quay trên kia. Thôi thân ái chào các bạn. Đây ghe thi đấu văn hóa thể thao miền biển lần thứ 15 2022. Xin chào các bạn, mời các bạn lên thuyền.